4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu cho một chiếc SSD dung lượng 2 TB, thì mình nghĩ là trong tương lai tới đây nó sẽ là một chiếc SSD hot pick của các cái cấu hình PC tầm trung cho đến cao cấp đấy. Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Vâng, cái gì mà tốt, cái gì mà ngon thì xứng đáng có sự nâng cấp đúng không ạ? Cấu hình PC của anh em cũng vậy, dùng tốt, dùng ngon, nhưng mà đến một thời gian nào đấy nó không đáp ứng được nữa, chúng ta phải nâng cấp nó lên. Và linh kiện ở trong đó cũng vậy. Và có một cái linh kiện mà nếu anh em để ý là đã xuất hiện trong rất nhiều video về cấu hình gaming PC cũng như là rất nhiều loại cấu hình PC khác tại TNC Channel. Đó chính là một chiếc SSD có tên là NV1 đến từ Kingston. Và nay NV1 đã được nâng cấp lên thành NV2. Vâng, vậy thì sự nâng cấp này nó đến từ đâu và có những gì thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên để nói về nâng cấp thì có lẽ là cái sự nâng cấp khác biệt lớn nhất giữa NV1 và NV2 không phải là mức giá, mà đó là chuẩn PCIe mà nó sử dụng. Vâng, với NV1 thì nó đã cực kỳ phổ biến với rất nhiều cấu hình gaming PC, rất nhiều cấu hình PC trên TNC Channel bởi vì hai lý do. Thứ nhất là độ bền, độ ổn định của nó so với các cái đối thủ khác trong cùng phân khúc giá. Mình đang nói nhấn mạnh là trong phân khúc giá nha, chứ không phải là anh em lại đi so với cả những con SSD kiểu đắt đỏ rồi ơi đất hỡi. Không, hãy nói trong cùng phân khúc giá của nó thì có thể nói NV1 là sự lựa chọn có thể nói là tối ưu nhất rồi. Và bên cạnh đó nhé, thứ hai là nó không đắt. Và thứ ba, mình nói là có hai lý do đúng không? À, có một lý do nữa, không chỉ có hai đâu. Lý do thứ ba đến từ thương hiệu Kingston. Không thể phủ nhận rằng Kingston là nhà sản xuất chip nhớ, ổ cứng USB, thẻ nhớ có thị phần số 1 thế giới, kể cả RAM luôn. Thế cho nên là với một nhà sản xuất uy tín như vậy thì cái sự phổ biến của sản phẩm của họ chắc chắn là không thể chối cãi được đúng không? Vậy thì NV2 nâng cấp như thế nào so với NV1? Đây chính là chiếc NV2 của chúng ta. Nhìn về thiết kế bên ngoài, gần như không có gì thay đổi nếu như mọi người nhìn lướt qua thôi và chúng ta không nhìn kỹ vào những chi tiết, những ký tự được in ở trên cái chiếc SSD này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất dễ nhầm lẫn, kể cả cách đóng gói bao bì của nó. Nếu như mọi người không để ý con số 2 ở đây thì chắc chắn là rất dễ nhầm lẫn với NV1. Trên chiếc SSD này cũng vậy, số 2 rất là nhỏ ở đây. Hiện tại thì mình không có chiếc NV1 nào ở đây để mình so sánh cho các bạn, nhưng mà mình sẽ để hình ảnh nhá. Đó, nhìn ngoại hình rất là giống nhau, màu sắc của bản mạch vẫn là màu xanh dương truyền thống, tem vẫn là màu trắng, chữ ký tự màu đen. Tuy nhiên, bên cạnh việc khác số 1, số 2, chúng ta còn khác số 3 và số 4 nữa. Vâng, từ PCIe Gen 3 lên PCIe Gen 4, đó cũng là một sự nâng cấp rất là lớn. Và bên cạnh đó nhá, mặc dù được nâng cấp về chuẩn PCIe nhưng mà mức giá của nó lại không tăng lên quá nhiều. Chính vì vậy, NV2 hứa hẹn sẽ vẫn là một sự lựa chọn tối ưu hàng đầu dành cho những cấu hình PC ở rất nhiều phân khúc khác nhau. Tại sao mình nói rất nhiều phân khúc? Có thể là mức giá của nó không quá cao thì nó sẽ phải hợp với cả tầm trung và giá rẻ đúng không? Không, kể cả PC cao cấp cũng hợp luôn. Tại sao? Bởi vì chúng ta có những phiên bản dung lượng cao lên tới 2 TB như trên tay mình đây chẳng hạn. Ngoài ra thì đi sâu hơn nữa vào thiết kế của chiếc SSD này thì cũng chả có gì đặc biệt cả. Mọi người sẽ thấy là bề mặt trên của nó được bao phủ hoàn toàn bởi cái tem thôi, không có gì cả. Nhưng mà mình đã bóc cái con tem này ra để mọi người có thể nhìn thấy con controller ở bên dưới này. Đó, thì con controller này nó là đến từ SM. Đây là con SM2267XTV, một chiếc controller được rất nhiều nhà sản xuất tin dùng, ví dụ như là Blackster hay là Lexa các kiểu thì cũng đều sử dụng cái controller này, và Kingston cũng vậy. Đây là một con controller có thể nói là rất là đáng tin cậy và nó có thể tương thích ngược với cả PCIe Gen 3. Và mặc dù nhá, kể cả anh em có cắm vào cái khe chuẩn là Gen 3 ở trên những chiếc mainboard đời cũ của anh em ấy, nó vẫn đạt một cái tốc độ cực kỳ cao chứ nó không bị giới hạn gì cả. Tức là mặc dù nó là Gen 4, anh em vẫn hoàn toàn có thể cắm vào cái Gen 3 và chạy nó với tốc độ cao như bình thường. Về tốc độ của chiếc SSD này thì nó sẽ còn tùy thuộc vào phiên bản dung lượng nữa. Có rất nhiều phiên bản dung lượng mọi người lựa chọn từ 256GB, 500GB, 1TB và 2TB. Với mức giá nó sẽ quanh quẩn từ 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 3 triệu cho bản 1TB. Và ví dụ như bản 2TB cao cấp nhất ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 6 triệu. Nhưng mà đừng vì cái mức giá của nó mà anh em quên đi một cái yếu tố, đấy là độ bền cũng như tốc độ của nó. Vâng, về độ bền thì chắc chắn là những phiên bản cao hơn, dung lượng cao hơn thì sẽ có cái terabyte writing nó cao hơn đúng không ạ? Bên cạnh đó là tốc độ cũng vậy. Với phiên bản 2 TB này thì chúng ta sẽ có tốc độ đọc lên tới là 3500 MB một giây, tức là 3.5GB trên giây. Và tốc độ ghi thì cũng xem gần gần như vậy. Vậy thì những con số nó cũng chỉ là thông số mà thôi.
thực tế nó hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau cắm vào máy nhé. Nhưng mà trước khi cắm vào máy thì mình cũng đi nốt một chút này. Anh em để ý nhé, mặc dù dung lượng 2TB nhưng mà nó chỉ có chip nhớ một mặt thôi, mặt còn lại không có. Đó, đây cũng là một cái lợi thế. Mặc dù là có thể về tốc độ sẽ không thể nào gọi là boost lên được, bởi vì lượng chip nhớ nó không quá nhiều, nó chỉ phân bổ chip nhớ trên một mặt, và nó như mình thấy ở đây có vẻ như là có 4 con chip nhớ, mỗi con là 512GB. Thì mọi người tưởng tượng như kiểu một cái RAID ấy, một cái RAID 0 thì nó sẽ chia đều dữ liệu lên tất cả các cái chip nhớ đó và tăng cái tốc độ lên, đúng không ạ? Thì rõ ràng ít chip nhớ hơn thì cái việc copy vào nó cũng sẽ chậm hơn, nhưng mà đổi lại nhá, độ bền của nó cũng tương đối là cao. Và quan trọng nhất là trong cái quá trình sử dụng ấy, nó sẽ có phát sinh nhiệt hay không. Và khi mà mình cắm vào máy test của mình ở đây thì mình sẽ không gắn cái ốp tản nhiệt để mọi người xem được là cái nhiệt độ trần của nó sẽ như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào. Ở đây thì mình đang có một chiếc mainboard, một cấu hình cũng khá là khủng. Main thì hỗ trợ PCIe Gen 4, thậm chí là hỗ trợ cả PCIe Gen 5 nếu mà muốn. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang cắm Gen 4 vào đây không sao cả. Uầy, có cái màn hình to này cảm giác như kiểu dự báo thời tiết. MC thời tiết chỉ trên màn hình. Quay trở lại với cả chiếc SSD chúng ta, thì trước khi đi vào cái phần gọi là test tốc độ hay là gì gì đó thì chúng ta sẽ cùng nghe mình kể một câu chuyện như này. Đấy là trong cái khoảng thời gian từ xưa đến giờ, là cách mà mình test những cấu hình PC hay thậm chí là cả laptop, đấy là mình luôn có một chiếc SSD. Đây là chiếc SSD cũ của mình và nó có dung lượng là 1TB. Nhưng mà một ngày đẹp trời nó lăn quay ra chết, và thế là câu chuyện nó phức tạp hơn rất là nhiều. Từ đó là mình đã phải sử dụng thêm một cái ổ cứng rời, mà ổ cứng đó là HDD, bởi vì là nó có dung lượng lớn và giá nó rẻ, mình vớ đại thôi để mình chứa được những cái phần mềm cũng như là những cái tựa game ở trong Steam hay là những cái gì đó mà mình cần để mình test các cái cấu hình đó, từ phần mềm AutoCAD này, rồi thì 3D này, rồi thì Project để chạy Premiere này, After Effects này, vân vân, tất cả mình tống hết vào đấy. Và nó rất là bất tiện, bởi vì là cái ổ cứng rời thì đó, cắm vào cổng USB mà làm sao mà nhanh được. Đôi khi là kể cả test game, mà cái tựa game mà anh em hay thấy mình test đấy là Forza Horizon ấy, thì ok chơi cũng được đấy, nhưng mà cứ đến một đoạn chạy một đoạn là nó lại load map, nó lại load địa hình, nó phải tải thêm những cái chi tiết ở trong game, thế là nó giật, nó lag, mà trong khi cấu hình rất là mạnh. Đâm ra là cái việc tối ưu nhất vẫn là dồn hết tất cả những gì mình cần vào một chiếc SSD duy nhất mà thôi. Và bây giờ mình đã có NV2 dung lượng 2TB. Vâng, với chuẩn PCIe Gen 4 thì có thể nói là đến thời điểm này nó vẫn chưa hề lỗi thời. Mặc dù là chúng ta đã có manh nha những chiếc SSD Gen 5 đã có chuẩn PCIe Gen 5 ra mắt rồi, nhưng mà Gen 4 nó vẫn quá nhanh, cho nên là vẫn không vấn đề gì cả. Đấy, và bây giờ NV2 đã trở thành chiếc SSD thường xuyên nhất mình sử dụng, và độ bền của nó sẽ được chứng minh qua thời gian. Và cho đến khi nào mà nó chết hay là nó bị làm sao ấy, chắc chắn là anh em cũng sẽ biết ngay thôi, bởi vì là những cái video mình test nó lại giật giật. Rồi, quay trở lại với chiếc SSD chúng ta thì đây là ổ C, mình đã cài hệ điều hành, cài phần mềm, cài tất cả mọi thứ vào rồi, và hiện tại mình chỉ còn dư khoảng 684GB mà thôi. Vâng, rõ ràng là 684GB vẫn là quá thoải mái để mình có thể để nhiều thứ khác nữa, và dung lượng của nó lên tới 2TB cơ mà. Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy là nó nhận 1.81T. Tại sao lại 1.81, 200GB thì tôi đâu mất rồi. Thật ra là không, anh em nhìn nhá. Đây, ở trong Crystal Disk Info mọi người vẫn thấy Kingston NV2 S2000G có đầy đủ dung lượng là 2.003GB. Tức là 2.000GB và cộng thêm 300MB nữa. Đấy, tức là anh em vẫn có rất đầy đủ, thậm chí là dư ra một chút nhé. Chứ còn nếu như anh em chơi cái hệ cưu chiếu là 1024 ấy, thì 2048 là hơi thiếu một chút, nhưng mà không sao. Cái câu chuyện đó thì đấy là câu chuyện của các nhà sản xuất phần cứng và các nhà thiết kế phần mềm. Đâm ra là chúng ta sẽ có một video chia sẻ sau nhá. Ở đây thì chiếc SSD này của mình đã được sử dụng khoảng 22 lần rồi, được bật điện lên 22 lần và chạy trong vòng 77 giờ. Tức là mỗi lần mình chạy 7 giờ à? Đúng không nhỉ? 22 lần, à mỗi lần chạy 3 tiếng rưỡi. Ở đây thì mình đã ghi vào đây khoảng hơn 2T rồi, và mình đã đọc khoảng hơn 1.1T rồi. Nói chung là đây là một chiếc SSD mới sử dụng chưa lâu, và cái health của nó, sức khỏe của nó vẫn rất là tốt, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Vâng, và với cái mức giá mà như mình đã chia sẻ là khoảng 4.5 triệu cho đến 5 triệu cho một chiếc
SSD dung lượng 2TB thì mình nghĩ là trong tương lai tới đây nó sẽ là một chiếc SSD hot pick của các cái cấu hình PC tầm trung cho đến cao cấp đấy. Tuy nhiên thì có một cái điểm như này là ở cái phiên bản NV1 mọi người sẽ thấy là nó có thiết kế y hệt đúng không ạ? Và nó không cần cái bất kỳ một giải pháp tản nhiệt nào. Nhưng mà lên đến NV2 với cái chuẩn PCIe Gen 4 thì mình khuyên là anh em nên sử dụng những cái giải pháp tản nhiệt mà có sẵn ở trong mainboard của anh em. Ví dụ như là cái ốp nhôm tản nhiệt có sẵn trong main. Hoặc là nếu như mà anh em gắn SSD này ở trong mainboard thì nên gắn nó ở ngay bên dưới CPU ấy. Bởi vì nó sẽ có cái luồng gió từ cái tản nhiệt CPU nó làm mát thụ động. Hoặc là nếu anh em chơi tản nhiệt nước All-in-One giống như mình thì cái airflow bên trong cây nó sẽ không đủ để làm mát cho chiếc SSD này, thì anh em sẽ nên có được một cái hệ thống làm mát chủ động hơn một chút cho nó. Bởi vì như anh em thấy ở đây, đây là mình đã lắp trong cây và có một cái miếng ốp tản nhiệt nhá. Và nhiệt độ của nó khi đang idle, tức là không làm gì, nó cũng rơi khoảng trên 40 độ. Thì đây là mức nhiệt độ không phải là nóng đâu, không phải nóng, nhưng mà nó cũng sẽ có một chút ảnh hưởng nếu như mọi người đọc ghi nó lên cao. Nhưng mà thôi, bây giờ đọc ghi như thế nào chúng ta sẽ cùng test luôn. Đây là phần mềm Crystal Digmark để chúng ta cùng xem tốc độ đọc ghi của chiếc SSD này như nào. Và như mọi người sẽ thấy là ngay khi mình bấm cái phần mềm Benchmark này thì nhiệt độ của SSD này bắt đầu tăng lên. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó tăng lên khoảng trên 50 độ. Và chúng ta sẽ cùng xem là trong cái quá trình đọc thì nhiệt độ cao nhất của nó là bao nhiêu, và quá trình ghi thì nhiệt độ cao nhất của nó sẽ là bao nhiêu. Với quá trình đọc thì đây, nhiệt độ cao nhất của nó sẽ rơi vào khoảng 54 độ C. Và khi mà chuyển sang cái quá trình ghi thì mọi người đã thấy là nhiệt độ chúng ta đã tăng lên. Vừa nãy là 54, cao nhất là 54 khi mà chúng ta đọc, thì đến lúc ghi thì chúng ta có thể lên tới 57 độ C. Thật ra là khoảng từ 50 độ trở lên ấy, nó vẫn chưa phải là nóng đâu, nó chỉ là ấm ấm thôi. Và bắt đầu từ 60 độ trở lên thì anh em bắt đầu phải tính toán đến những cái biện pháp tản nhiệt cho SSD nhá. Còn như hiện tại là với một cái bộ tản nhiệt nước All-in-One không có bất kỳ một cái luồng gió phụ trợ nào để tản nhiệt thụ động cho nó cả, chỉ có duy nhất một cái miếng ốp nhôm tản nhiệt có sẵn theo mainboard cộng với cả cái airflow bên trong vỏ cây mà thôi. Thật ra thì airflow cũng không đáng bao nhiêu cả, bởi vì mình đang để mở open case cho nên là mọi người thấy airflow nó cũng gần như là không có làm mát cho cái miếng nhôm đấy. Nhưng mà nhiệt độ chúng ta vẫn được kiểm soát rất tốt. Đó, anh em thấy không, nó vừa chớm 60 ở phát, nhưng mà đó là với cái tác vụ ghi dữ liệu càng ngày càng nhỏ dần nhá. Nhưng mà nói chung là với những cái kết quả như này về nhiệt độ thôi nhá, thì mình nghĩ là nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng rất tốt với những cái biện pháp tản nhiệt cực kỳ đơn giản. Còn ở đây thì chắc là cái phần test cũng chạy sắp xong rồi, mình sẽ chia sẻ luôn về kết quả test. Thì với tốc độ đọc mà nhà sản xuất họ công bố ở đây là khoảng 3500 MB/s, thì kết quả mình đo được thực tế với phiên bản SSD dung lượng 2TB thì chúng ta có thể có tốc độ đọc lên tới là 3700, tương đối nhanh. Dĩ nhiên đây là một cái tốc độ có thể nói là trung bình khá ở trong cái những cái sản phẩm SSD Gen 4. Chúng ta hoàn toàn có thể có những sản phẩm mà tốc độ cao hơn, nhưng mà quan trọng nhất là tốc độ chúng ta sẽ còn phải đánh đổi thêm cả những yếu tố khác, ví dụ như là nhiệt độ hoạt động hay là độ ổn định về lâu dài. Thì đây là một chiếc SSD nó nằm trong cái tầm trung và nó có sự cân bằng rất là tốt giữa cả tốc độ cũng như độ ổn định. Nhưng mà cái mà mình thấy ấn tượng nhất ý, là cái ghi file nhỏ của nó, cái ghi file 4K này, cái file nhỏ nhất này. Hiện tại mặc dù chưa test xong nhưng mình đã thấy con số 248 MB/s, ghi hàng loạt những file rất nhỏ. Đó là những cái tác vụ mà mình thấy là những cái ổ cứng nó rất ngại và rất là sợ, bởi vì thường file càng băm ra nhỏ ấy, thì cái tốc độ đọc ghi của nó càng bị chậm đi. Như đơn cử ở đây, mọi người thấy tốc độ đọc của nó chỉ khoảng 60 thôi, 60 mb giây thôi, đó là với file nhỏ. Nhưng mà chuyển sang tốc độ ghi vẫn đảm bảo trên 200 mb, thì đây sẽ là một cái lợi thế rất lớn của chiếc SSD này cho cái công việc là ghi dữ liệu. Còn nếu như mọi người đọc dữ liệu, ví dụ mọi người để chơi game chẳng hạn, thì cũng không cần quan tâm đến file nhỏ lắm, bởi vì hầu hết là những cái file package của các cái tựa game anh em ấy, nó sẽ thường là những cái gói dữ liệu khá là lớn và nó sẽ load một phát, load một lúc rất là nhiều để nạp vào RAM và cho hệ thống chúng ta có thể chạy được. Thì cái phần đọc này quá đảm bảo luôn, kể cả là đây, đọc tuần tự 4K Q32T1 thì nó vẫn đạt tới hơn 600 MB/s, vẫn rất nhanh để mọi người có thể chơi game. Cho nên là chiếc SSD này hoàn hảo cho những cấu hình tầm trung, thậm chí là cao cấp với dung lượng lớn. Và đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc SSD
Kingston NV2, một phiên bản nâng cấp có thể nói là cực kỳ đáng giá so với chiếc SSD Kingston NV1 trước đây. Bản thân NV1 đã gọi là phá đảo thị trường rồi, với rất nhiều cấu hình mà mình đã từng build và rất nhiều anh em lựa chọn tại TNC Store, thì mình tin chắc NV2 sẽ là sự thay thế rất là hợp lý khi mà cái giá thành của nó không quá cao, chính xác là không thay đổi quá nhiều so với thế hệ NV1, trong khi đó thì hiệu năng cũng như tốc độ của nó lại được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà còn một cái yếu tố nữa mình muốn chia sẻ với mọi người nhá, là kể cả mọi người cắm vào khe PCIe Gen 3, chúng ta vẫn có thể đạt tốc độ, dĩ nhiên là không thể nào cao, gọi là cao vổng lên như này được, nhưng nó vẫn có thể đọc quanh quẩn khoảng hơn 3000, đọc quanh quẩn hơn 3000 và ghi khoảng 2000. Như vậy là vẫn là một cái kết quả rất là tốt, bởi vì dù sao thì băng thông của PCIe Gen 3 mà 4 làn anh em nhân lên vẫn là rất lớn, cho nên là chiếc SSD này vẫn hoàn toàn có thể tương thích rất là tốt với tốc độ cao. Còn test thực tế thì chắc là mình sẽ cần thêm thời gian để mình có thể test. Có thể là anh em bấm đăng ký vào TNC Channel và sau đó là mình sẽ có những cái bài post ở trên cái community tab ấy, thì mình sẽ cập nhật những cái kết quả test mà nhỏ mà mình không cho vào video. Thì mọi người hãy cứ đăng ký kênh nhé, và cũng đừng bỏ qua bất kỳ những cái bài post nào của bọn mình nữa. Còn bây giờ thì như mọi khi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.